Nhanh mà. Mấy xe à? Ba xe à? Thời gian chờ lâu đấy. Chờ xe lâu. Xe nhanh à? Có liên tục không? Người làm không kịp, máy làm nhanh. Bảo con năm thợ làm thôi nhưng mà giám sát phải chụp ông. Thank you.
Giữa này như cao nhiều. Rồi, nhìn mắt thường thấy rồi. Đi ngang vào đây thôi. Rồi đi đến rác cầu thang này. Đi rác cầu thang này thôi. Ở giữa anh như cao vậy anh, đúng không anh? Ừ. Giữa này như cao hơn. Tí cho nó xong đây họ tắt cái xe này, họ làm mặt cho nó chuẩn nhé. Hết xe này ngồi ngắm lại cho
cổ đây. Hẳn lên dầm đây, hẳn lên dầm chân phải đây. Đấy, chân phải đấy. Chúng ta đẩy vô đây là tí là nó không chảy ra được. Rồi, đi nhá. Chỗ kiểu cào quá. Máy móc làm nhanh thật. Đi luôn cái dầm ở chân nha, đi luôn cái dầm ở chân ở tay này. Cái đầm dây này kiểu áo như thế, để tí. Để cái đầm đấy, để nào phải một người kéo thôi. Nó chạm sắt, nó rung sắt, nó rung sắt, nó nghe thì nó đâm mặt. Nó là cái yếu, cái này như thước gạt thôi. Nó là như thế này. Nè, đâm rung. Đây đâm bán. Thôi người cho.